Cô bác anh chị đang cần tìm một căn nhà nằm gần chợ, nằm trong một khu dân cư đông đúc, lâu đời. Một căn nhà được xây dựng mới hoàn toàn, chưa qua tay bất kỳ một vị đại gia nào. Nói chung là một căn nhà vẫn còn trong trắng, tinh khiết, khuôn nghiêng nha. Đặc biệt nhà đã được tách sổ hồng, cô bác anh chị mình mua rất là an tâm, an toàn. Đã có đồng hồ điện và đồng hồ nước riêng biệt. Có thể hỗ trợ cô bác anh chị mình mua bán sang tên công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Thì cô bác anh chị có thể đến xem và tham khảo qua căn nhà ngày hôm nay. Vâng, ngày hôm nay em sẽ tiếp tục lên sóng cho cô bác anh chị mình một căn nhà nằm sát bên với lại chợ, nằm cách chợ chỉ khoảng là 100m thôi, và chợ này được gọi là chợ Đình nha các bác anh chị. Lý do tại sao gọi là chợ Đình thì nó đơn giản lắm cô bác anh chị, tại vì trong khu chợ này nó có một cái đình. Và nếu các bác anh chị mình đi hướng từ đường Tự Lộ Chính vào á, thì cái đình nó sẽ nằm bên tay phải. Cô bác anh chị chịu khó mình đi thêm tầm khoảng 100m nữa là sẽ tới khu nhà của bên em thôi, nhà nằm rất là gần chợ nha. Còn cái hướng mà em đang quay á, là em đang đi từ khu nhà ra lại đường Tự Lộ Chính. Và khi mà ra tới đường Tự Lộ Chính á, cô bác anh chị mình rẽ trái, mình đi là mình sẽ đi về lại khu vực Hóc Môn hay chỗ cầu lớn ngã ba dòng rồi đó. Từ đây mà các bác chị mình đi về lại cầu lớn á, thì nó sẽ mất tầm khoảng là 5 cho tới là 7 phút đi xe. Thật sự là nó rất là gần với lại Hóc Môn nha. Vị trí này là gần như là giáp Hóc Môn luôn. Chỗ này là ngay chỗ ủy ban này, ngay chỗ ủy ban với lại chợ, rồi kế bên là có điện máy xanh với lại bát pháo xanh luôn. Với diện tích là ngang 38 và chiều dài là khoảng 9m. Căn nhà này được xây dựng với thiết kế là một trệt một lầu. Công năng của nó thì là gồm có phòng khách này, phòng khách, và phía sau á, thì mình sẽ có không gian bếp, hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh. Ở giữa nhà là cầu thang nha. Di chuyển ra phía sau đây, của bác anh chị mình sẽ thấy một cái không gian trống trống này ngay chỗ cửa sổ đó. Cái vị trí này của bác anh chị mình để máy giặt ha. Ở đây là đã có chừa sẵn cho mình đầu cấp đầu thoát rồi. Kế bên á thì là khu vực bếp. Bếp thì mình có từ bếp dưới này, từ bếp trên. Ở đây làm bằng nhôm kính ha. Mặt bếp thì là cũng được ốp đá hoa cương rồi. Phía trước này là một cái nhà vệ sinh, ốp gạch kính hết tường nha, và có đầy đủ những thiết bị vệ sinh hết sức là cơ bản. Bên ngoài có một cái bồn rửa tay. Đây là một căn nhà đã có sổ hồng rồi, đã được tách sổ hồng rồi, có đồng hồ điện, đồng hồ nước riêng. Cô bác anh chị mình mua rất là an tâm nha, không có sợ bị tranh chấp quy hoạch gì đâu. Cô bác anh chị mình mua bán công chứng sang tên nhanh gọn trong ngày luôn. Cho nên là cái căn nhà này thì là không có hỗ trợ trả góp nha các bác anh chị, tại vì nó có sổ hồng rồi, các bác anh chị mình thanh toán một lần á thì mình đi công chứng luôn. Ở trên lầu 1 này mình có hai phòng ngủ này. Thì đây là không gian của phòng ngủ đầu tiên. Phía sau ha, mình có một cái cửa sổ để lấy ánh sáng cho phòng ngủ này. Di chuyển ra phía trước á, thì sẽ có một cái khoảng giếng trời và một cái nhà vệ sinh thứ hai. Nhà vệ sinh này thì cũng giống như nhà vệ sinh ở dưới đất thôi, thì cũng có những thiết bị vệ sinh cơ bản rồi. Nhà này có sổ hồng rồi và mức giá thì thanh khoản khá là rẻ, hiện tại là chỉ đúng 700 triệu cho căn nhà này nha. Giá thì còn thương lượng chút đỉnh, thương lượng trực tiếp với lại công ty. Và để tránh mất thời gian thì các bác anh chị nếu quan tâm tới căn nhà này thì các bác anh chị vui lòng là kết bạn Zalo, bên em sẽ gửi cái định vị cũng như là gửi sổ qua. Các bác anh chị mình chắc thật là kỹ trước khi đi xem nhà nha.